sẽ tải chữa sẻ cho các bạn đấy. Đâu cái đâu xe đâu kéo nha. Ok, cho nó sẽ mở chiếc xe mini nhỏ này lên. Ok, ok, let's go. Các bạn nghe tiếng động cơ và chạy rất là mạnh đó nha. Ok, tiếp theo là một chiếc xe bảo hộ nữa. Bugatti nha các bạn đấy. Cửa này hơi cứng. Ngoài thực tế thì nó rất là mạnh nha các bạn. Thì hơi yếu nha. Wow.